Em Tony Tiến xin chào quý anh chị các bạn nhé. Em Tony Tiến này, đây là em sẽ kiểm tra ong chúa non ấy, nở được 5 ngày được các bạn nhé. Đây là kiểm tra con ong chúa này, chiều nay sẽ đi thụ tinh các bạn này. Chiều nay đã thi thụ tinh thì anh sẽ kiểm tra đây, anh bắt đầu mở ra rồi. Xin quý anh chị xem và nhớ ủng hộ kênh của em Tiến nhé. Đây em sẽ cận cảnh cho quý anh chị xem nè. Tức là bữa trước em có chia sẻ cái video này rồi nhé. Video là ong chúa rồi, giờ hôm nay sẽ kiểm tra cách ong chúa bị nở ra được 5 ngày tuổi ạ. Con chúa này được 5 ngày tuổi nhé, để anh kia kiểm tra xem chúa nào nhé. Anh cứ kiểm tra nhìn chúa đi, để em sẽ zoom máy đây này. Không có chúa à? Chờ cầu bên khác, cầu này không có, để cầu khác các bạn nhé. Anh vừa kiểm tra xem nụ chúa có trụ nụ chúa mới không nhé các bạn ạ. Nụ chúa mới anh sẽ bỏ. Cái này chưa có đúng không? Có chùa nó lắng thấy à, hỏi đã, hỏi coi thì đã có chùa non luôn à, có chú sao non là ong nó không không làm các bạn nhé. Đây là anh chuyên gia Đặng Trường đấy các bạn này. Cứ quý anh chị mà cứ xem kênh của Tony Tiến thì Tony Tiến khuyên quay về anh Đặng Trường đây, chuyên viên nuôi mật ong các bạn nhé, nuôi ong để quay mật ong đấy các bạn ạ. Đây khả năng cầu này sẽ có chúa, để nhìn em sẽ nhìn anh đang kiểm tra đấy ạ. Mật vẫn có ít các bạn nhé, có mà ít ạ, số lượng không nhiều. Vì bọn em mới quay mật khoảng 4 ngày này ạ. Trước khi quay mật này em sẽ kiểm tra một cái ổ này rồi ạ. Em sẽ chia sẻ cái video này cách đây 5 ngày đấy. Này em gấp chúa rồi, nở ra được 5 ngày rồi, 5 ngày tuổi nhé. Hôm nay kiểm tra xem để con ong chúa này nó sẽ đi thụ tinh về các bạn nhé. Con ong chúa mới mà đi thụ tinh về là chúng ta nó có thể là nhiều con bị nó không về được, là bị mất các bạn nhé. Là một là mới mới ra thụ tinh và mới tập bay nên nó sức nó yếu mà bị hai con chuồn chuồn mấy con côn trùng khác nó bắt được nhé. Nó ăn như quý chị thấy là sữa ong chúa non này rất tốt nhé, sữa ong chúa thì nó bắt nó ăn rất tốt cho sức khỏe. Không có hay đi, nó đi thụ tinh sớm rồi, mình tính là khoảng anh tính thì anh tính khoảng tầm chiều nay mới đi thụ tinh các bạn nhé. Nhưng tầm trưa nó không đi đâu ạ, đúng không? Trưa nắng thì sao mà đi. Anh đang kiểm tra đây, anh nhìn chưa biết có con chúa nào đây các bạn. Chúa này nở rồi mà anh sẽ tính ngày là nở 5 ngày, anh kiểm tra có 5 ngày rồi các bạn nhé. Thì giờ nó không đi đúng không? Chắc chắn là giờ nó không đi đúng không? Ừ, đi đi thụ tinh là đi buổi chiều tối các bạn nhé, khoảng 4 giờ đúng không? 4 5 giờ đó, tầm khung của nó tầm 3 rưỡi 4 giờ đến 5 giờ. Mát mát trời mát là đi 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 sớm các bạn, trời muộn thì khoảng đi 5 giờ nó bay ra ngoài thụ tinh các bạn nhé. Nó bay ra ngoài thụ tinh một vòng nó về thì có thể là nhiều lúc nhiều con mà nó bị con chuồn chuồn như thế, em hay thấy con chuồn chuồn nó hay bắt các bạn nhé. Vì ông chúa mới này nó non này nó bay sức bay của nó chưa được bằng mấy con chúa già hơn các bạn nhé. Thì con này mới được 5 ngày tuổi các bạn mà. Nó thụ tinh để về nó đẻ sinh sản đấy các bạn nhé. Nên chúng ta bắt con ong chúa chúng ta nên cẩn thận nhé, để bảo quản cho cái bụng của nó đừng nó bị dập trứng các bạn ạ. Chúng ta bắt mạnh là nó đẻ không được, dập trứng là đẻ không có ấu tố ấu trùng mà đẻ được các bạn nhé, dập trứng không tốt. Không có. Kiểm tra kỹ này coi nhé. Thằng ta tập bay. Hôm qua hoặc được 3 ngày thằng tập bay. À, hôm qua là anh có để ý hôm qua ra tập bay được các bạn nhé. Vì anh mình nuôi ong nên mình phải để ý các bạn đấy, không phải đâu. Khoảng 3 ngày là tập bay, khoảng 4 5 ngày là tập bay. Còn bên đây con ong được à? Có một con to hơn em nhìn bên đây. Bên kia kìa, nó đang bò ở... Đây nó đang loạn xạ các bạn này, đang động vào đó này, em đang đứng xa một chút nhé, không dám đứng gần ạ, vẫn đang sợ lắm ạ. Anh đang kiểm tra chưa thấy, không biết ai à, ong nó có tập tập bay giờ, tập bay nắng hay không, tập bay anh chưa? Tập bay không có ở đây đâu. Đang tầm trưa đó, đã có con chúa rồi, đâu rồi. Chưa đi các bạn. Đâu đâu, ở đây. Nó zoom lên không biết được, gọi kệ. Đó con chúa đây các bạn này, tay anh chỉ đây đó, to hơn nữa. Đó đó đó, đúng rồi. Đó thẳng ngón tay, hai ngón tay em chỉ được với ngón tay của anh ấy. Đây con chúa đấy nhá các bạn nhé. Chiều nay nó sẽ em kiểm tra rồi, chiều nay nó sẽ đi thụ tinh các bạn nhé. Thế là cầu này không có, chúng ta kiểm tra được cầu khác. Thì thường nó hay ở cầu đấy ạ. Một tuần mà các quý anh chị thấy kiểm tra mở ra kiểm tra thấy ong thì an toàn rồi, không có vấn đề gì.
Tiếp gọi làm gì, có việc gì tí nó gọi chứ, đang quay phim là em bị gọi, em thấy hơi bị phiền quý anh chị nhỉ. Nó hơi bị phiền phức đó, là kiểm tra ong chúa đã xong rồi các bạn nhé. Là con đây này, chúng ta là xem là buổi chiều nay để ý là nó đi thụ tinh các bạn nhé. Đó, để vào nó yên ổn thì ong nó đỡ hơn các bạn này. Lúc bể và nó đang bị mở ra, nó đang bị đụng chạm, nó đang bị rối loạn lên đấy, cái tinh thần nên nó bị hơi bị hoảng loạn lên nhé. Giờ thì ong như các bạn ấy yên ổn rồi, chúng ta đậy nắp, để yên chỗ luôn, nó an toàn rồi đó. Nên xem chiều nay là sẽ đi thụ tinh các bạn nhé. Nó thụ tinh là bao nhiêu ngày nó bắt đầu nó sinh sản tiếp đây anh Trường? Khoảng nó thụ tinh 10 ngày sau đúng không? 10 ngày sau nó bắt đầu để. 10 ngày sau khi nở. Đó, quang cảnh đã xong rồi bạn ơi, em đang quay nên mà bị cái anh bạn này gọi hơi bị phiền, em để chút nữa em sẽ trả lại nhá. Đây là quang cảnh, đây là 10 ngày sau nè. 10 ngày sau là nó sẽ đẻ ra cái con. Như các chị thấy đây, phiên bản đây một thùng thành 3 thùng đấy. Kể từ ngày hôm nay 5 ngày sau là đẻ. À 5 ngày sau đi thụ tinh 5 ngày sau. À 5 ngày tuổi rồi. Nó được 5 ngày tuổi rồi các bạn nhé, 5 ngày tuổi, còn 5 ngày nữa nó đẻ đã, đi thụ tinh, ngày nay đi thụ tinh, chiều tối nay sẽ đi thụ tinh thì 5 ngày sau nó đẻ thôi ạ. Mình trừ đi 5 ngày này tuổi đời của nó. Đấy, em sẽ zoom lại trở lại nhé, đây này, một ổ đây là em phân bản 3 ổ các bạn này, đấy một ổ nhân là 3. Nhân là 3 của em nhân lâu rồi nhé, không phải mới ạ. Đấy những con ong đây là đây cửa đây nó ong đây các bạn thấy đây nó đang nằm tổ ở đây ạ. À, nó đang nóng có nó ra ngoài các bạn nhé, quạt đấy nhé, nó quạt cho cái con của nó đây ạ. Đó như quý anh chị đã thấy đấy. Bên đó thì cũng nhân bản em 2 ổ nhân 2 này, nhân 3 kìa, bên góc bên đấy có ổ này, nên ong này rất nhiều các bạn nhé, ong nhà anh nuôi rất nhiều ạ. Anh nhân ra cứ ổ nhân 3 hết các bạn nhé. Đây ổ mới cũng mới bắt về đấy, ổ đem đi bắt cổ điện về để đó. Còn cái ổ lúc nãy em vừa lấy chúa đấy ạ, quang cảnh lấy chúa ở đây các bạn này. Còn bên đây vài ổ nữa các bạn nhé, còn thùng ong bọn em đã đóng sẵn đây nhé. Nhưng mùa này bọn em không muốn tách đàn ạ, đây những thùng ong này là em đã đóng này. Mấy thùng ạ, đây bên đây 3 thùng các bạn này. Tất cả là bọn em là gần 30 thùng các bạn nhé, hai mấy thùng rồi. Mật uống luôn này, tí nó uống mật đấy, anh sản xuất, anh quảng cáo mật đấy các bạn này. Bên đây 4 ổ nữa các bạn này. Đây một ổ này, 2, 3, 4 ổ này. Con cảnh là ổ rất nhiều nhé. Bình thường mình không đậu không sao đâu, đây một ổ nữa các bạn nhé. Trên tầng cũng có nữa các bạn ạ, trên tầng anh vẫn có để nhé. Nên là toàn bộ ổ ong rất nhiều, em ổ ong rất nhiều ạ. Đây một ổ nữa các bạn này. Đây này, đây ổ này, góc em để quạt đây một ổ đó. Đây ổ nữa nhé, tính ra thành bọn em gần 30 ổ cơ mà các bạn, 20 mấy ổ rồi. Đây là những ổ này, là ổ mới bọn em đóng chứ không phải là đã có ong nhé. Đây, ổ ong đây này, bọn em đã chết đất rồi. Bên đây thì ba ổ mới đang đóng để đó. Đây là những chú ong đang canh cửa đấy bạn này, ổ mới cũng đang thùng này, thùng mới đấy cũng tách đàn rồi. Đây con ong này đang ở đây đấy các bạn đã thấy rõ này. Anh cận cảnh anh sẽ quảng cáo mật ong, pha mật ong uống cái hũ mật ong các bạn kìa. Em sẽ ra đây xem hũ mật ong rồi em sẽ ấy nhá, chúng em sẽ dừng ở đây ạ. Anh nuôi ong thì mật hầu như là mật tốt rồi các bạn nhé. Đó, anh cận cảnh anh pha mật ong này các bạn này. Đây hũ mật ong nhà anh để một thìa đây trong đây này các bạn ấy. Nó... ong ngâm sâm Hàn Quốc này. À ong ngâm sâm Hàn Quốc à? Ong ngâm sâm Hàn Quốc các bạn này. Đó anh tỉ lệ đây, đây củ sâm đây các bạn nhé. Nhai cả củ sâm luôn này. Đây là sâm. Đắt lắm chịu không nổi mua, nó bán nhiều nhưng không bán củ. Mình mua ngoài bán củ nhưng mua vô trong nó bắt bắn cả vị cơ. Đi sâm Hàn Quốc nó bán cả vị cơ chứ không phải đâu. Đây mình ở đây mua nó ăn mua vào cả củ họ cho chứ còn nó bán cả vị cơ, cao cấp quá đó. Để anh quy cách anh đổ anh pha các bạn nhé. Cái này thì pha mật ong ngâm đấy, chúng ta pha với nước đun sôi để nguội các bạn ạ. Uống rất khỏe và rất tốt cho sức khỏe nhé.
Rồi cuối video em Tony Tiến cũng cận cảnh quay mật ong cách kiểm tra chú mới nở 5 ngày mà sinh sản ấy. Chiều nay đã đi thụ tinh, em cũng xin phép dừng ở đây nhé. Xin quý anh chị xem và nhớ tặng em Tony Tiến một like ạ. Thấy hay thì chia sẻ video này cho nhiều cùng xem nhé. Quý anh chị nào chưa bấm nút chuông hãy bấm nút chuông để người đầu tiên nhận được video của em nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.